Phật bảo thiện hiện, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tám giải thoát, chín định thứ đại, tịnh quán địa cho đến như lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết, các pháp như vậy đều là thiện pháp, pháp bồ đề phần, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp bồ tát hoặc pháp như lai. Tất cả pháp như thế đều thâu nhiếp, thâm nhập vào bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, đại thừa bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, sắc uẩn cho đến thức uẩn, nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến ý giới, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, địa giới cho đến thức giới, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, vô minh cho đến lão tử, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp học, pháp vô học, pháp chẳng phải học, chẳng phải vô học, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đại, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tịnh quán địa cho đến như lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, thánh đế khổ tập diệt đạo, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, chư như lai ứng chánh đẳng giác, pháp luật Phật thuyết, sự giác ngộ bồ đề niết bàn, tất cả như thế đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải bất tương ưng, vô sắc vô kiến, vô đối nhất tướng, gọi là vô tướng. Do nhân duyên này nên từ trước đến nay, ông thuyết nhiều nghĩa đại thừa đều tùy thuận theo bát nhã ba la mật đa, không chỗ nào sai trái. Vì sao? Vì đại thừa không khác bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác tám giải thoát, chín định thứ đại, tám giải thoát, chín định thứ đại cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa tám giải thoát, chín định thứ đại tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác tịnh quán địa cho đến như lai địa, tịnh quán địa cho đến như lai địa cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa tịnh quán địa cho đến như lai địa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng không khác đại thừa. Vì sao?
Vì đại thừa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác năm loại mắt, sáu phép thần thông. Năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa năm loại mắt, sáu phép thần thông, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác thánh đế khổ tập diệt đạo. Thánh đế khổ tập diệt đạo cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa thánh đế khổ tập diệt đạo, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác chân như của cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp thiện, pháp bất thiện. Pháp thiện, pháp bất thiện cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp thiện, pháp bất thiện, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp hữu ký, pháp vô ký. Pháp hữu ký, pháp vô ký cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp hữu ký, pháp vô ký, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Pháp hữu lậu, pháp vô lậu cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp hữu lậu, pháp vô lậu, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp hữu vi, pháp vô vi. Pháp hữu vi, pháp vô vi cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp hữu vi, pháp vô vi, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác uẩn xứ giới vân vân. Uẩn xứ giới vân vân cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa uẩn xứ giới vân vân, tánh nó không hai, không hai phần. Thiện hiện nên biết do nghĩa này, cho nên từ trước đến nay ông nói nhiều nghĩa đại thừa đều tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chỗ nào sai trái. Vậy thuyết đại thừa tức là thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là thuyết đại thừa. Danh và nghĩa cả hai đều không khác. Hết quyển thứ 495.